Theo hãng truyền thông Nga Mediazona, Bộ Nội vụ Nga đang truy nã người này với các cáo buộc về khủng bố. Hãng thông tấn Nga TASS cũng đưa tin Andy Stone bị truy nã theo một điều trong bộ luật hình sự Nga. Andy Stone giữ chức vụ giám đốc truyền thông của Meta và đang làm việc cho công ty chuyên về mạng xã hội này từ năm 2014. Theo báo chí Nga, Stone đã bị một tòa án bắt giữ vắng mặt vào giữa tháng 11 này. Dữ liệu truy nã của Bộ Nội vụ Nga không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc này. Cáo buộc nhằm vào Stone là một bước tiếp theo của Nga trong việc trấn áp gã khổng lồ về mạng xã hội Meta, Facebook. Trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, các sản phẩm Meta như Facebook và Instagram khá phổ biến trong cộng đồng người Nga. Tuy nhiên hiện nay, các mạng xã hội này đã bị cấm ở Nga. Meta đã bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và cực đoan từ tháng 10 năm 2022. Nga cũng đã khởi tố Meta vào tháng 3 năm 2022, nói rằng công ty này thúc đẩy hoạt động khủng bố sau khi thay đổi các quy tắc về phát ngôn hận thù đối với những người sử dụng là người Ukraine và Ba Lan. Media Zona đưa tin, hồi đó, Bộ Nội vụ Nga đã đề cập Stone trong một thông cáo báo chí vì anh ta đã công bố quyết định của Meta cho phép người sử dụng đăng tải về cái chết của lực lượng Nga.